Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng sáng ngày 13 tháng 6 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo của bản tin là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 13 tháng 6 năm 2020. Phần cuối của bản tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trong nước biến động trong biên độ hẹp trong ngày giao dịch 12 tháng 6 năm 2020. Trong đó, vàng SJC biến động trái chiều trong phạm vi từ 30 đến 50.000 đồng trên một lượng. Cập nhật mới nhất vào lúc 17 giờ 47 phút ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang tăng nhẹ hơn 4 USD trên 1 ounce, hiện đã giao dịch ở mức 1.744,10 USD trên 1 ounce. Cụ thể như sau, đối với thị trường vàng trong nước, cuối phiên giao dịch ngày 12 tháng 6, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,45 đến 48,82 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, không có sự thay đổi nào về giá. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.845.000, bán ra sẽ là 4.882.000. Tại Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,47 đến 48,67 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 30.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.847.000, bán ra sẽ là 4.867.000. Tại PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 48,50 đến 48,75 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.850.000, bán ra sẽ là 4.875.000. Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 48,51 đến 48,66 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, không có sự điều chỉnh nào về giá. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.851.000, bán ra sẽ là 4.866.000. Còn trên thị trường vàng thế giới thì tiếp tục leo cao. Cụ thể như sau, trong phiên giao dịch chiều ngày 12 tháng 6, giá vàng châu Á đảo chiều tăng nhẹ giữa lúc số liệu kinh tế ảm đạm của Anh cùng với tâm lý lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý này và giúp giá vàng tính cả tuần tăng lần đầu tiên trong 4 tuần qua. Vào lúc 15 giờ 7 phút ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngoại tăng 0,3% lên mức 1.732,08 USD trên 1 ounce. Sau khi giảm 0,3% trong cùng phiên do đồng USD mạnh lên, như vậy giá vàng giao ngay đã tăng hơn 2,5% trong tuần này. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1% lên mức 1.738,60 USD trên 1 ounce. Nhật mới nhất vào lúc 17 giờ 47 phút ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang tăng nhẹ hơn 4 USD trên 1 ounce, hiện đang giao dịch ở mức 1.744,10 USD trên 1 ounce. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới. Vì vậy mà vàng SJC có thể biến động tăng giá trong ngày giao dịch 13 tháng 6 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo bản tin, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 13 tháng 6 năm 2020 như sau. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào là 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội mua vào là 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.820.000 đồng trên một lượng. SJC Hồ Chí Minh mua vào là 48.530.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.710.000 đồng trên một lượng, tăng 20.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào thì không thay đổi. Doji Hà Nội mua vào là 48.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.700.000 đồng trên một lượng. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào là 48.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.750.000 đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại Phú Quý SJC mua vào 48.470.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.670.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 30.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại vàng Mi Hồng mua vào là 48.530.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.750.000 đồng trên một lượng, tăng 130.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, tăng 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào là 48.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.670.000 đồng trên một lượng, giảm 10.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, tăng 10.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 48.520.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.720.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng ACB mua vào là 48.500.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.800.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng Sacombank mua vào 48.380.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.820.000 đồng trên một lượng,
giảm 70.000 đồng trên lượng tại chiều mua, giảm 80.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 48.470.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.670.000 đồng trên một lượng, giảm 80.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng Maritime Bank mua vào được 48.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 49.200.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng TB Gold mua vào được 47.300.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.200.000 đồng trên một lượng, giảm 1.220.000 tại chiều mua, giảm 470.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47.880.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.480.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.788.000, bán ra sẽ là 4.848.000. Nhẫn SJC 24K mua vào là 47.850.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.450.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 30.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và bán. Tương đương mức chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.785.000, bán ra sẽ là 4.845.000. PNG nhẫn 24K mua vào là 47.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.500.000 đồng trên một lượng. Tương đương mức chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.780.000, bán ra sẽ là 4.850.000. Nhẫn phú quý 24K mua vào là 47.700.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.300.000 đồng trên một lượng. Tương đương mức chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.770.000, bán ra sẽ là 4.830.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào là 47.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.200.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 20.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng chiều mua vào sẽ là 4.740.000, bán ra sẽ là 4.820.000. PNG nữ trang 24K mua vào là 47.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.200.000 đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.740.000, bán ra sẽ là 4.820.000. PNG nữ trang 18K mua vào là 34.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 36.300.000 đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 3.490.000, bán ra sẽ là 3.630.000. Số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố vào đầu giờ sáng ngày hôm nay không có thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.820.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào là 48.440.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.820.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào là 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.820.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 48.430.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.820.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào là 48.420.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.830.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào là 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.800.000 đồng trên một lượng. SJC Miền Tây mua vào 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.800.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 48.450.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.800.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 48.470.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.850.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC vào đầu giờ sáng ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 12 đến 30.000 đồng trên một lượng. Đầu tiên là nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào là 47.850.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.450.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 30.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mức chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.785.000, bán ra sẽ là 4.845.000. Vàng nữ trang bộ số 9 mua vào 47.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.200.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 30.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mức chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 4.740.000, bán ra sẽ là 4.820.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 46.323.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.723.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 30.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mức chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 4.632.300.000 đồng, bán ra sẽ là 4.772.300.000 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 34.404.000 đồng trên một lượng, bán ra 36.304.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 23.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 3.440.400.000 đồng, bán ra sẽ là 3.630.400.000 đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 26.353.000 đồng trên một lượng, bán ra là 28.253.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 17.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng chiều mua vào sẽ là 2.635.300.000 đồng,
bán ra sẽ là 2.825,3 nghìn đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 18.351 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 20.251 nghìn đồng trên một lượng, cùng tăng 12 nghìn đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng chiều mua vào sẽ là 1.835,1 nghìn đồng, bán ra sẽ là 2.025,1 nghìn đồng. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của bản tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.